Mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn Toda Nhật Bản. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đánh giá cao đề xuất của tập đoàn Toda trong việc nghiên cứu, hỗ trợ và hợp tác phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam và cho biết Việt Nam cũng như Nhật Bản đã cam kết tại COP26 về mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Trong thời gian tới, Việt Nam chủ trương đầu tư và thu hút đầu tư để nghiên cứu sản xuất tại chỗ và khai thác tại chỗ nhằm giảm giá thành về mức hợp lý các nguồn điện gió trên bờ, điện gió gần bờ và điện gió ngoài khơi. Bộ Công Thương sẵn sàng hỗ trợ Toda trong việc xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cũng như phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.